và tò mò muốn hỏi là trong rất nhiều lĩnh vực như thế, tại sao anh Phúc lại quyết định đánh duyên với tin học và trở thành một người hướng dẫn tin học cho những bạn trẻ ạ? Thật ra thì nó cũng tình cờ, tại vì hồi đó thì là trong những cái thời gian mà năm 97-98 thì lúc đó thì tin học nó mới bắt đầu dành cho người khiếm thị đó. Thì bắt đầu nó mới bắt đầu là nho nhé ở Việt Nam, thì có những cái phòng máy đầu tiên ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình lúc đó mình cũng không hiểu vì sao công nghệ máy tính người ta chỉ nói là giúp ích cho rất là nhiều, mà mình cũng chả hiểu là sao nó giúp ích đó. Thì sau đó mình cứ mày mò rồi, nói chung là cũng có tính tò mò là tìm hiểu vậy đó, học một thời gian, rồi sau đó thì mình mới nhận ra được đó là cái lĩnh vực mà rất là quan trọng, một cái mảng rất là hỗ trợ cho mình rất là nhiều trong vấn đề là để mà học hòa nhập, học chung với các bạn sáng tác, trao đổi bài vở với giáo viên hoặc là những cái bạn học sinh hay là những cái bạn học cùng lớp với mình, rồi tìm tài liệu trên internet vân vân, thì hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Thì lúc đó thì mình thấy là mình quyết định là mình tham gia. Và thật sự là mình cũng rất là mê những cái môn, những cái ngành mà tự nhiên, những cái ngành khoa học như vậy. Thì lúc đó thì mình cũng có đam mê thì sau đó cứ dành thời gian rồi học và đăng ký những cái lớp về chuyên ngành, về lập trình hay là về những cái này cũng được kia. Thì đó là những cái cũng là tự nhiên thôi. Chứ còn trước đó thì mình định là sẽ theo ngành nhạc. Thì sẵn đây mình cũng chia sẻ với các bạn là các bạn đừng bao giờ giới hạn cho mình vào những cái ngành nghề gì là người mù chỉ làm được những người này việc kia. Cái đó là không có lý do các bạn có thể làm tất cả mọi thứ nếu mà các bạn có quyết tâm và có ước mơ. Vâng, anh Phúc thân mến, khi mà nhắc về anh Phúc thì chúng ta sẽ nghĩ tới và nói về rất là nhiều dự án mà anh đã từng đề xuất và từng thực hiện hoàn nó. Và một trong những dự án nổi bật mà Thành Vinh được biết đó là dự án mang tên xây thư viện sách nói kỹ thuật số và trình đọc màn hình tiếng Việt mà anh đã đại diện lớp của chúng mình và thắng giải thưởng chương trình Samsung Digital Book 2005. Anh có thể chia sẻ hơn về dự án đấy cho mọi người được biết được không ạ? Và có thể chia sẻ quá trình làm dự án đến những khó khăn mà trở ngại anh đã gặp được mà gì không anh ạ? Cái dự án về xây dựng của việc sản phẩm từ số thì tự nhiên cũng nói từ xây dựng đây là nó nên nhất là xi măng đá gặp vô lên, nhưng mà không phải. Thật ra là mình làm một cái mô hình là thư viện online, thư viện trực tuyến thôi. Thì ngay cái tài liệu đó là những cái nguồn sách giáo khoa thì tất cả các bạn có thể là biết là cái thường người cũng thể nhận được bằng là dạng cái sách nói có thể là nghe thông qua tai, hoặc là cách thứ hai á là sờ là thường là chữ nổi hoặc là những cái hình minh họa. Thì ở đây thư viện thì ở đây thì các bạn cũng có thể là các bạn trải nghiệm trên những vấn đề đó, mình theo mình biết là sẽ có những cái phần đầu buổi chiều hay sáng thì các bạn có thể trải nghiệm với những cái loại tài liệu như vậy. Thì và đến đó thì cái dự án của mình là chuyển những cái đầu sách giáo khoa từ lớp 3 cho đến lớp 12 sang dạng sách nói kỹ thuật số ở dưới dạng DG này. Thì thời điểm đó thì cũng có là một cái thư viện sách nói ở thành phố Hồ Chí Minh cũng làm những cái đầu sách, nhưng mà bên trong cái một dự án của mình nó có những cái điểm khác là mình cùng với một nhóm sinh viên và các sinh viên ở bên phòng Bách Khoa, ở đại học Bách Khoa thì làm việc để xây dựng ra những cái nguyên tắc học sách nói cho những cái vùng tự nhiên. Ví dụ như tất cả các bạn có thể là hình dung một cái biểu thức mà phức tạp 1+2 ÷ 3+4 ÷ 5 dài như vậy. Nếu mà đọc như vậy thì mình sẽ không biết mẫu và tử số là thế nào. Ví dụ như vậy thì cách đọc như thế nào ở một biểu thức phức tạp để đọc những cái sách nói như vậy để như thế nào để cho các bạn hiểu, thì đó là một vấn đề. Thì lúc đó là mình xây dựng một cái quy ước, những cái quy ước đọc rồi bảo mình cũng chuyển những cái đầu sách mà khóa rồi khóa rồi bao nhiêu qua những sách nói kỹ thuật số hết. Một trong những cái khó khăn mà về những làm tài liệu á thì là lúc đó mình làm sách giáo khoa thì có được sự đồng ý của nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh cho phép người ta cấp những cái nguồn sách để cho bên mình vận chuyển. Trong những khó khăn đó là cái sách giáo khoa thay đổi thường xuyên là một cái. Thứ hai để chuyển những cái hình minh họa trong sách giáo khoa sang cái dạng mô tả thì nó là cũng là một vấn đề, làm sao phải hiểu và để bám sát cái ý nghĩa của cái đó và truyền tải đúng cái ý của tác giả mà muốn truyền tải cho các bạn học sinh sinh viên để hiểu đó. Thì bởi vì nên ông vì như vậy nó đặt ra là bên trung tâm sẽ chọn chuyển từ tổng khoảng lớp 3, còn lớp 1, lớp 2 thì sẽ mang những cái tính những cái hình minh họa và cần phải là gần như là khai thác ở mức độ là mình nghĩ là kỹ năng và
để các bạn sờ, các bạn biết tình hình như vậy, thì nó có một số khó khăn bảo vệ như vậy. Còn ngoài ra thì cái phần thứ hai bộ lọc tiếng Việt thì tất cả các bạn tiếng Việt ở đây thì nếu mà đã sử dụng quy tính thì đều biết cái sự quan trọng của bộ lọc tiếng Việt là như thế nào rồi. Thì bộ lọc tiếng Việt, nếu mà các bạn gần như mà là tiếng Việt mà không có bộ lọc tiếng Việt thì gần như là các bạn rất là khó khăn để mà đọc được cái ngôn ngữ tiếng Việt. Còn ngoài ra các bạn muốn làm thì còn bây giờ thì hiện nay thì nó có rất là nhiều rồi. Ví dụ như là trên Android thì nó cũng có những bộ lọc của Google, hay là có những bạn ở Việt Nam cũng phát triển. Thì Windows thì cũng sẽ có những cái nhiều option, nhiều cái lựa chọn khác rồi. Thì nó đang là vào cái thời điểm đó là nó cái nguồn rất là quan trọng giúp cho các bạn. Thì đó là cho tới hiện nay bây giờ thì cái bộ lọc tiếng Việt thì bộ bên sau này phát triển thì hầu hết các bạn chúng ta ở Việt Nam vẫn còn đang xài trên hệ là Windows. Vậy là dự án của mình đã kết hợp giữa thư viện sách nói kỹ thuật số cộng với bộ đồng là hai công cụ có thể hỗ trợ một cách tối đa cho những bạn khiếm thị, đúng không ạ? Và có một điều tuyệt vời hơn nữa, đó là bộ đọc của trung tâm Sao Mai của anh Phúc còn được lan truyền rộng tới tất cả các tỉnh thành của nước Việt Nam chúng ta, cho thấy rằng là sức ảnh hưởng và cũng như là cái hiệu quả của những dự án mà anh Phúc đã làm. Đối với anh Phúc thì anh có thể chia sẻ về mong muốn của anh về sự phát triển của công nghệ trong tương lai có thể hỗ trợ những công việc anh đang làm cho cộng đồng, đúng không? Thực ra về công nghệ trong tương lai á, thì hiện nay á, thì thật ra thì bản thân ở Việt Nam á, công nghệ mà hỗ trợ, công nghệ trợ giúp á, cho người khiếm thị thì nó phát triển cũng khá là tương đối ổn định. Bên ngoài ra thì thật ra là mình làm sao để mình nghiên cứu những cái giải pháp mà trên thế giới có những công nghệ nó hiện có rồi và nó miễn phí hay là không mà. Thì hiện nay á, thì trên thế giới thông thường là ta đi tiên phong. Vấn đề là bây giờ là đôi khi mình coi và mình làm sao để thích ứng với là ở môi trường của Việt Nam. Còn để mà nghiên cứu ra, tìm hiểu ra những cái mới thì đó là những cái đặc trưng ở Việt Nam. Ví dụ như về vấn đề xử lý ngôn ngữ thì ví dụ như là một trong những dự án bên Sông Mai hiện nay đang làm đó là chuyển là một cái phần mềm. Trước đây đã có một cái phần mềm ở bên đó, chúng ta đã làm là chương trình Mata để chuyển dịch chữ nổi để tính toán sang chữ nổi. Thì nhưng mà dự án này thì hiện nay thì lâu rồi không có chuyện, thì hiện nay thì mình đang làm lại một cái phần mềm mới rất là như vậy. Thì có nghĩa là nó có thể chạy trên nền tảng web và ngoài ra chạy trên nền tảng Windows thì các bạn có thể là chuyển dịch những cái chữ nổi và tính toán ra với những cái dạng chữ tắt mà có nghĩa là bộ giáo dục công nhận vân vân như vậy để tiết kiệm những cái về vấn đề giấy để mà hỗ trợ. Ngoài ra thì nó không phải hỗ trợ cho tiếng Việt nữa, thì nó hỗ trợ dịch nhiều ngôn ngữ cùng một lúc. Ví dụ như là dịch sang chữ nổi cho những cái ngôn ngữ thì hiện nay thì khoảng giữa năm nay thì mình sẽ ra các bản demo, thì nó hỗ trợ dịch tầm khoảng hơn 20 mấy ngôn ngữ tới 30 ngôn ngữ trên thế giới. Thì có nghĩa là mình làm việc với những cái đơn vị khác để mà hỗ trợ đơn vị, những cái đối tác ở trong khu vực Đông Nam Á hay những nước ngoài đó mà sau này đã có thời gian làm việc chung thì để mình chuyển dịch sang chữ nổi. Thì đó là tiên về vấn đề xử lý về vấn đề ngôn ngữ, thì tại vì tiếng Việt mình đã đạt được thì mình mới làm rồi mới như vậy. Thì còn ngoài ra thì còn những cái công nghệ khác thì hiện nay trên thế giới nó có rất là nhiều, rất là nhiều lựa chọn cho những bạn khiếm thị. Các bạn lên mạng search về tất cả mọi thứ thì thông thường nó có hai cái điểm: một là người mù giống như mình nói là nghe, hai là sờ. Thì cái kinh và giao tiếp để mà tiếp nhận thông tin của người mù là thông thường là ba hai cái kinh đó chính. Thì những cái sản phẩm của người mù đều dựa trên nguyên tắc là hai cái kinh trao đổi như vậy: nghe và sờ.